phần lý thuyết. Ở phần lý thuyết thì đầu tiên các em nhớ trong cái vở ghi của em đấy, thầy lúc khi ban đầu thầy đã yêu cầu các em là ghi lại đấy. Thì đầu tiên là cái khái niệm về hàm số bậc nhất. Về hàm số bậc nhất là gì các em nhỉ? Đây này, cứ thằng nào mà đây các em nhìn này. Cứ cái nào của thầy mà hàm số bậc nhất là hàm số được cho bởi cứ cái hàm số nào mà cái dạng y bằng ax cộng b này này thì đó là hàm bậc nhất. Cứ y bằng ax cộng b thì thầy gọi đó là hàm bậc nhất. Cứ có dạng này này là thầy gọi là bằng hàm bậc nhất. Nhưng với điều kiện là a của thầy phải khác khác không các em nhé, a của thầy phải khác không thì đó mới là hàm số bậc nhất. Trên đây là khái niệm của hàm số bậc nhất, các em chú ý nhá. Nhưng các em chú ý cho thầy này, nếu b mà bằng không đúng không nào thì hàm số về dạng y bằng ax, mà dạng y bằng ax thì các em nhớ chưa, các em nhớ về cái phần hàm số lớp 7 chúng ta học ấy, cái kẻ bảng đó các em cũng vẽ đồ thị nhưng mà chúng ta chỉ vẽ được hàm y bằng ax thôi. Thì với b bằng không thì cái hàm bậc nhất trở về cái hàm y bằng ax mà chúng ta đã làm quen ở lớp 7. Vậy trên đây là toàn bộ cái khái niệm về hàm số bậc nhất. Các em nhớ rất rõ cho thầy, hàm bậc nhất phải đúng như thế này này, ax cộng b, a phải khác không. Các em hiểu chưa nào? Rất rõ. Để chút nữa chúng ta mới làm được bài tập vì chúng ta phải nhận dạng đúng hàm bậc nhất. Phải nhận dạng đúng cái dạng này. Nhá, chúng ta rất kỹ cho thầy. Thì chúng ta mới có thể làm được về nó.